sống dậy xúc động điện lời vừa xin chào các bạn. Tôi Việt thân em mãi có lần đầu ngọc tố. Rất cảm ơn các bạn đã đến với chúng ta. Dù là đi bằng phương tiện xe đạp, xe máy hay ô tô, đến với phường đều được tiếp đón một cách chu đáo, nhiệt tình. Bây giờ ra cái khu vực mới này rồi thì nó rộng rãi, nó có chỗ để các con ngồi. Đợt trước có nhiều bác đến, anh Vương toàn ngồi ngoài cửa thôi. Bây giờ thì ngon rồi. Và có hai thằng đệ nó phụ việc cho nên là anh Vương cũng rảnh chân, rảnh tay để đón các bác. Bây giờ vừa bán vừa gọi là giao lưu, vừa ngồi chơi cho nó vui. Hôm nay các bác đến với anh Vương là test những đôi loa 925 hàng siêu tuyển, cũng như là những quả súp 218, 118S. Mời anh về xứ nghề ơi khúc hát xuống về. Bác khách hàng của anh Vương bảo là hôm qua lên Hà Nội mấy anh em gọi điện bảo đôi loa đẹp móc mỏng, nhưng mà lên thì thất vọng luôn. Nhưng mà về với anh Vương thì chốt luôn được đôi này. Anh cứ đùa em nọ cho và nọ lấy, sao mềm lòng ngồi chuẩn chỉ quá đẹp như mới, còn nguyên một số có tư trong máu thịt. Chơi loa Mỹ cứ phải đẳng cấp, cứ phải chất. Vừa chơi vừa trưng bày, quan điểm là chơi hay bày đẹp. Và đặc biệt là đến Bình Phương thì các bác cứ yên tâm, hàng nó chuẩn chỉ rồi, các bác chỉ việc chơi thôi, còn mọi thứ để không lo. Anh cứ mơ hoài điều vì dầm là em. Và quá đẹp. Anh cứ đưa em nọ cho và nọ lấy, sao mềm lòng ngồi thật để anh nghe. Sử dụng cắm điện ở Việt Nam. Anh về mãi mãi, anh cứ mơ hoài. Điều vì dầm là em. Chưa qua sử dụng ở Việt Nam. Tổng số của nó đây các bạn này. Đấy. Đến với anh Phương có cả những hàng ngoài là siêu VIP mà khó có thể tìm kiếm ở Việt Nam được. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều. Xin cảm ơn và số máy của anh Phương là 0971985555. Hãy gọi cho anh Phương để sở hữu những sản phẩm âm thanh Mỹ bãi cao cấp nhất. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.